dạ dày không nên ăn gì. Trào ngược dạ dày, thực quản là hiện tượng dịch dạ dày trào ngược lên thực quản. Hiện tượng này có thể xuất hiện theo từng thời điểm hoặc liên tục và có rất nhiều biểu hiện từ nhẹ tới nặng khác nhau như thường xuyên ở hơi, ở nóng, ở chua, buồn nôn và nôn, khó nuốt, cảm giác như bị nghẹn ở họng, tiết nhiều nước bọt, đắng miệng, khản giọng, ho, viêm họng mãn tính, cảm giác bị đau thắt ở ngực, có thể lan ra phía sau và cánh tay. Trào ngược là hiện tượng xảy ra phụ thuộc một phần vào hệ thần kinh thực vật của bạn, là bản chất của cơ thể bạn được sinh ra đã là như vậy. Việc dùng thuốc có thể khống chế hiện tượng trong thời gian ngắn, nhưng để giữ sức khỏe lâu dài, bạn sẽ vẫn cần chú trọng tới chế độ ăn, tránh những loại thực phẩm dễ gây kích ứng trào ngược. Dưới đây là 5 loại thực phẩm mà mình nhận thấy rất dễ gây kích ứng trào ngược nhiều người không biết. 1. Chuối. Chuối là loại quả vô cùng phổ biến trong các chế độ ăn lành mạnh bởi nó cung cấp nhiều kali, chất xơ và còn tạo độ ngọt cũng như độ sánh cho các món smoothie. Nhưng chuối cũng có thể trở thành tác nhân gây cảm giác nôn nao, cùng thuộc ở những người bị trào ngược. 2. Trứng. Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn thiện vừa tiện lợi, vừa kinh tế. Rất đáng tiếc là việc ăn trứng cũng dễ gây phản ứng trào ngược dẫn tới cảm giác đầy bụng, thở nông, khó tiêu. Nếu bạn bị trào ngược, tuyệt đối không nên ăn trứng khi hệ tiêu hóa của bạn đang có vấn đề. Bấm like và share. Chúc các bạn vui vẻ.